Vẫn còn một trò nữa nha. Một trò giữa bột baking soda và giấm mà có thể là các bạn chưa biết. Nhưng mà trò này hãy khuyên các bạn hãy thực hiện ở nơi kín gió. Đừng có làm ở những cái nơi mà bên ngoài trời gió to hay là không khí nó lưu thông ấy. Như thế làm nó sẽ rất là khó thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái trò đấy nha các bạn. Và đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phòng làm việc của mình. Hiện tại ở trên tay mình đang cầm rất là nhiều nến. Đây những cái mẩu vụn nến mà trong những video ngày trước hãy anh làm này, những cái mẩu nến ngắn tún tún này. Bây giờ thì mình sẽ sắp xếp số nến này lên cái khay này nha các bạn ơi. Xếp đều nó lên trên cái khay này. Các bạn có thắc mắc rằng tại sao đang làm baking soda với giấm tự nhiên quay ra nghịch cái đống nến với cái khay này làm gì? Anh em hãy kiên nhẫn chờ một chút đi. Sau khi làm xong các bạn sẽ hiểu ngay vấn đề thôi. May quá các bạn ơi, từ sáng đến giờ mỗi một mình cầm máy quay. Bây giờ bạn Hoàng đã về rồi, mình sẽ nhờ bạn Hoàng cầm máy quay giúp mình để mình thực hiện cái video này, chứ còn nếu mà một mình làm cũng ok thôi. Nhưng mà đây. Hello bạn ạ. Nhưng mà kiểu như là một mình cầm máy quay, cứ phải cầm chỗ nọ cầm chỗ kia rất là mất thời gian. Đầu tiên nhá, đây, điều hòa mình cũng tắt đi rồi này, quạt mình cũng tắt đi rồi. Nói tóm lại là như lúc đầu tiên mình đã nói, các bạn phải thực hiện là một cái nơi cực kỳ kín gió thì mới thành công được nhá. Đầu tiên mình sẽ xúc vài thìa baking soda. À đây, giới thiệu các bạn, đây là bột baking soda này, baking soda mà mình đã mua. Bột baking soda này mình làm được mấy cái video luôn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ xúc khoảng mình cứ xúc khoảng 5-6 thìa baking soda vào trong cái chai này nhá. À, một thìa lâu không sử dụng ấy, nó vón cục ấy các bạn ơi. Tôi cứ thêm thìa nữa cho chắc chắn các bạn ạ, à, không may nó lại hỏng thì phí lắm. Đây, 5 thìa, ok luôn. Mình đã chuẩn bị sẵn 2 chai giấm gạo. Hôm đó ra mua nhưng mà chai to bị bán hết rồi, chỉ còn chai nhỏ, thế là mình mua 2 chai giấm nhỏ này. Không sao đâu các bạn ơi, bởi vì thí nghiệm của mình nó bé tí xíu ấy, nên là một chai này có khi là cũng đã quá thừa rồi á. Nhưng mà đừng cho vào vội nha, bây giờ mình phải châm nến lên đã. Chỗ này có 2, 4 nhân với 2, 4, 6, 8, trời 32 cây nến. Mình sẽ châm hết số nến này nha. Nhanh lên bởi vì trong phòng không có quạt đi. Nóng dã man luôn đấy các bạn ơi. À, châm nến này. Cháy lên đi, cháy lên đi, 2, 3. Như kiểu đốt bánh sinh nhật đấy các bạn nhở. Đấy nha các bạn, nến cháy hết luôn rồi này các bạn ơi. Sáng rực này, đấy. Ôi, chỗ này có một cây nến vẫn chưa cháy á. Cho nó cháy đi, cho nó đẹp. Nha anh em này, bây giờ bắt đầu mình là bóc chai giấm ra nhá. Chai giấm này. Sau đó mình sẽ đổ vào cái bột baking soda. Anh em thấy nó xúi xúi lên không, xúi lên không? Xúi sùng sục luôn đấy chứ. Đấy. Đây nha, bây giờ hãy sẽ đổ này, các bạn như này. Tắt chưa? Chết. Bởi vì cái khay của mình sử dụng ấy, nó rất là thấp, nó chỉ tầm bằng này thôi. Thế cho nên cái khí mà được sinh ra khi mà cho giấm vào baking soda ấy, nó chưa kịp lấp đầy, nó đã tràn ra bên ngoài, nên là nó không thể nào tắt được cây nến. Đây, mình đã làm lại rồi, lần này cho đúng một cái bát bé tí xíu này thôi, đảm bảo là khí sẽ lấp đầy. Mình sẽ làm cái thí nghiệm này cho các bạn nhìn nhá, không để bảo mình bốc phét này. Nhìn này, đầu tiên nhá, mình sẽ châm cái cây nến này lên. Đây, châm cây nến này nha, ok chưa? Sau đó lại tiếp tục cho vào baking soda nha. Ui, thấy chưa? Đây, bây giờ mình sẽ đổ nha các bạn này, nhìn này. Wow. Đấy, thấy chưa? Lại nhá. Ok nha, đây, anh Hoàng để gần vào đây nhá. Bắt đầu mình đổ này, như kiểu chỗ này có một cái dòng nước nhỏ vô hình ấy. Đấy. Ok các bạn, mặc dù đoạn đầu tiên mình làm nó hơi bị lỗi một chút là do mình chuẩn bị đồ nó không được ok chu đáo, nhưng mà kết quả thí nghiệm thì nó vẫn cứ thành công nhá, mặc dù là chỉ với một cây nến duy nhất thôi. Nếu mà các bạn muốn làm thì các bạn phải làm một cái ô thật là kín quây quanh được cái hết cái cây nến của mình đấy, sau đó các bạn đổ vào thì nó mới là thành công được. Ui, hai bạn đâu ơi? Được cái gì? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì? Đây. Thằng Nga là... À, cao. Đấy. Cao. Ôi, làm bay mất con cao của anh. Chưa mua được. Đây. Được chưa? Nó mất rồi. Ui giời. Mất cái con cao cao của anh. Anh đang định là cho cái con cao cao đấy nó đấu nhau với con cua ấy. Ui trời ơi, anh Hải à, bọn em vừa đi bắt cá, được nhiều cá lắm. Anh không nhìn thấy à, nhìn lên một xe này. Đâu. Đẹp hộ quá. Nhiều cá chưa? Được có mỗi 2 con cá. Giết thì nhiều. Cái gì mà 2, anh Hải đến cho anh chục con chưa? Nhiều cua thế nhở? Đúng rồi. Con cua này mới to, mới đáng thương này. Con cua này một cái càng ở đâu rồi? Ở hàng Nga, cái con cua to tướng một cái càng ở đâu rồi? Con cua này vừa nãy em chuẩn bị đi về rồi, thế là em lại bắt được. Như là con này nó bị rụng mất càng rồi. Nhưng mà không sao. Khổ thân nó. Thế này là được một bữa. Thế này là được một bữa rồi. Đúng. Đây này, đầy cá này, em có cả cá 7 màu luôn. Có cả cái chép 7 màu luôn á. Ở đây biển có đi. Ui dồi, nó vừa nhảy ra nào. Đây. Như ở dựng rau muống. Đây. Đây, ui dồi, anh Hải bắt cao cao kiểu gì? Sao bắt con bé này? Phải cái con mà nó có kiểu nó đùi nó to ấy, sao mà nó đấu nhau mi dễ này. Đâu, sao? Đây.
Sao để sao nhức đầu con. Ôi xoa. Ôi bày mất luôn rồi. Đó. Cái con cu nó cắp kiểu gì ấy. Ôi trời ơi. Bày mất cái tóc của tôi nó thành cái hình gì đó đấy. Hả? Đẹp quá. Ôi thế. Wow. Mất công quá, mất công thằng đục cái giỏ này nhưng mà úp không có con cá nào. Hôm nay đi may lúc nó cạn thì mới có cá đấy. Đây rồi, em bắt được một con cào cào nó to như này, cái càng nó dây mạnh như thế này. Anh hãy đoán xem con cào cào hay là con cua, con nào sẽ thắng? Cái con cào cào có cái càng bé tí xíu như thế mà đòi đấu được với con cua cái càng bự này của anh á. Bác ơi, thế nào? Đây, anh Hải phải lấy cái con này. Ê, này. Đây con còn nguyên càng. Đây. Đây, nhìn chưa? Nhưng mà con này nó lại bé hơn. Bé nhưng mà cái càng nó to. Nó khỏe lắm này. Nhưng mà cái con cào cào này nó đẩy mạnh lắm. Đâu đâu, cắn đi, cắn luôn đi. Đây. Cắn luôn, cắn nhà vào thắng tê luôn đi. Ôi trời. Đấy, anh cho vào nhưng mà con cua này nó quá rồi. Thôi rồi, bỏ tay ra. Ôi giời ơi, có mà tuổi tôm nhờ. Con cào cào của thằng. Ôi. Ghê chứ hộp. Con cào cào không bị đẳng cấp đấy. Thế mà nó vẫn nhảy ra được. Chính tỏ là con cua này kém. Con cua này chỉ vào lồi thôi. Vào lồi thôi. Con cua này chỉ đấu nhau ở dưới nước thôi. Không, con cua này chỉ đích thị phải vào lồi. Con cua này nó khôn lắm ấy, nó chỉ biết cắn người thôi, nó không biết cắn những cái động vật giống nhà nó đâu. Thôi đi thôi. Nói ngại sang em ăn cơm. Ok. Chắc là các bạn cũng phải đôi lần gặp cái trường hợp như vậy rồi đúng không? Không may cái nút chai nó lại rơi vào trong chai á, thì lúc đó các bạn dùng cách gì để lấy cái nút chai ra? Đừng có nói là đập chai nhá, đập chai thì còn nói chuyện gì. Nếu như các bạn vẫn chưa biết làm thế nào để có thể lấy được cái nút chai này ra mà lại không làm vỡ cái chai hoặc là làm hỏng cái nút, thì hôm nay anh sẽ gợi ý cho các bạn một cách nha. Để lấy được ra, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái túi nylon, mà túi nylon vừa vừa thôi nha, đừng có lấy túi nylon to quá, bé bé thôi. Nói chung là tùy cái miệng chai mà các bạn có thể chuẩn bị túi nylon có kích cỡ khác nhau. Bây giờ cái chai của anh nó bé tí xíu bằng cái cổ tay này thôi, cho nên mình chỉ lấy một cái túi nylon bé tầm như thế này các bạn. Đó, mình sẽ cho túi nylon vào trong cái chai, chỉ cho một phần nhỏ nhỏ thôi, phần cuối của nó ấy, cho một ít vào trong cái chai như thế này các bạn ơi. Đấy, cho tầm như thế này nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ lắc lựa lựa để cho cái nút chai này, cái nút bị rơi này nó sẽ mắc vào phần dưới của cái túi bóng này, mình sẽ làm nha. Đây, như Hải đang làm này, các bạn thấy không? Nó mắc vào rồi này, gần như mắc vào rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ thổi cái túi nylon này nhá. Đó là thổi túi nylon chứ không phải thổi cái miệng chai này đâu. Rồi, bây giờ sẽ rút ra từ từ, các bạn nhớ vào rút vào lựa nhá, chứ không phải là cứ nghiến răng nghiến lợi rút là nó ra đâu, các bạn thấy không? Bây giờ hơi mình thổi vào trong túi bóng này, bây giờ nó sẽ làm mắc luôn cái nút chai đây này. Chúng ta sẽ kéo từ từ thôi nhá. Nhớ là phải kéo từ từ thôi đấy. Anh em mà nóng tính là kéo là rách là lại hỏng ấy. Này nó đang ra, các bạn thấy nó đang ra, mình sẽ kéo từ từ ra nhá. Và hình như là mỗi lần kéo phải nới một chút khí ra sao ấy. Đấy, tại vì khí nó to quá, nó căng quá, nó cũng không thể nào chui qua được cái cửa lỗ này. Rồi, đang ra các bạn thấy không? Đấy. Một chút nữa thôi là ra luôn này. Bắt đầu đến cái đoạn mà cái nút chai này đi về đến đoạn cổ chai nó sẽ hơi chật một chút. Các bạn thật sự là cái chỗ này phải lựa, phải khéo tay. Đấy. Nhưng mà vẫn phải cho khí nhả bớt ra nhá, đừng có để nguyên một cái cục khí đấy nhá. Đây. Anh em thấy chưa? Nó ra đến đây rồi này. Này, một chút nữa thôi là nó ra luôn này. ra này. Ôi giời, chỗ này hơi chắc nhờ. Wow! Đây. Ra luôn rồi các bạn ơi. Vậy nhá, anh đã giới thiệu với các bạn một cách để có thể lấy được cái nút ra khỏi cái chai một cách cực kỳ đơn giản và lại không tốn bất kỳ một chút sức lực nào. Hãy chắc chắn một điều rằng các bạn ai cũng đã từng chơi cái trò làm nổ chai nhựa rồi có đúng không? Tức là chai nhựa như thế này này, sau đó mình đậy nắp vào và mình siết chặt đến lúc mà nó căng hơi quá nó nổ anh bùm ra ấy các bạn. Thế nhưng mà các bạn có để ý rằng khi mà nó nổ ra là có khói bay ra không? Anh cũng không để ý lắm đâu, nhưng hôm vừa rồi xem một cái video ở trên TikTok ấy, người ta làm đây cái video nó như thế này này. Đấy, người ta vặn sau đó lúc của nó nổ ra nó còn có khói bay ra nữa cơ. Thế cho nên hôm nay mình sẽ làm lại, mình chuẩn bị hẳn hai cái chai luôn này. Bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn cùng xem nha. Mình mong là lần này nó sẽ nổ rất là to và đồng thời nó phải ra khói như ở trong video đấy các bạn nhá. Rồi, để mình chuẩn bị đồ đã. Rồi, đầu tiên là vặn nắp chai vào. Cái này phải vặn chặt vào nhá, vặn kín vào hơi vào này, nếu không hở khí ra là nó không có nổ đâu. Cái chai nắp này nó bị làm sao á. Rồi. Kín như bưng. Sau đó là dùng 100% công lực để siết cái chai này nhá. Ây da, chắc quá các bạn. Ây da.
thế nhỉ? Thấy những cái chai hôm trước anh vặn đây, nó cứng vặn mãi mà nó không ra, mà vặn được rồi thì lại không thể nào mở được cái nắp. Sau đó nghe lời hàng xóm khuyên, anh đã mua thêm một cái chai nước La Vi nha các bạn. Cái chai nước La Vi này có cái nắp rất là ngắn thôi, có khi là cái chai nước La Vi lại làm ok đấy. Bây giờ thì mình sẽ phải uống hết nước trong cái chai này để lấy vỏ này. Nha, lại tiếp tục phải đậy nắp chai vào này. Hy vọng là nó sẽ thành công. Đậy vào khó phết nhỉ. Đấy, đây nha. Bây giờ mình sẽ siết. Phải thành công đi, phải thành công. Wow, khói này các bạn ơi. Ui, đúng thật là nó có khói nha các bạn. Wow. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã thành công. Thì ra là tại cái chai này nha các bạn ơi. Mấy hôm trước Hải Anh cứ chọn những cái chai sờ tinh hay là chai nước khoáng kia, nó cứng vặn nghiến răng nghiến lợi mà không có được. Hôm nay dùng cái chai này vặn nó ok và đúng thật. Nó ra khói, không phải khói đâu mà chắc là kiểu không khí nó nén chặt vào, xong nó bung ra nó thành kiểu hơi nước ấy các bạn. Wow.